Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Trang Xe Máy. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và một số dòng xe hãng mới về, số lượng rất là khủng luôn. Đời 2023-2024 nó về đủ luôn á. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu ông Trang ạ. Xin chào tất cả mọi người ha, lại là Trang đây. Cảm ơn mọi người đã click vào video của Trang ha. Thì ngày hôm nay này Tri Anh xả kho một cái lô cực kỳ lớn, vừa nhập về một lô SH Mod để Tri Anh đón Tết cho mọi người luôn. Hiện tại nha, bên cửa hàng Trang sẽ Tri Anh giảm suất cho mọi người 3 chiều một chiếc, bao gồm hết thuế VAT cho mọi người luôn nha. Thì như bên cạnh Trang đây là một em SH này 125 này, phiên bản 2024 mới về luôn nha mọi người ha. Hiện tại em này Tri Anh cho mọi người luôn chỉ có 74 triệu đồng bao gồm hết thuế VAT ha. Mỗi trả góp trong này mọi người chỉ cần trả trước giúp Trang từ 20 triệu là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi ha. Đã về phiên bản 2024 là mâm của nó là sẽ là mâm màu bạc cho mọi người. Còn về phiên bản 2023 mâm của nó sẽ là mâm màu đen nhám cho mọi người. Nói chung là cũng là một cái sự phân biệt khá là nhẹ ha. Bản ABS cũng đã về hết rồi nha mọi người ha. Đây cũng chỉ có 74 triệu đồng một em thôi ha. Gặp Trang sẽ bớt cho mọi người thêm 1 triệu đồng tiền xăng, chỉ còn 73 triệu đồng thôi mọi người ha. Về quá trời luôn nhá. Qua ô đi em. À, quá những có một dòng Vario này mọi người. Nói đến Vario thời điểm hiện tại thì bên Trang xả kho cực kỳ là sốc luôn. Hiện tại Vario 125 bên cửa hàng Trang nha. Giảm cho mọi người hiện tại chỉ còn 35 triệu một em nhá, bao gồm hết thuế VAT. Mỗi trả góp trong này cũng trả trước giúp Trang từ 2 triệu là mọi người có thể lên hồ sơ mua góp được rồi ha. Vision. Vision thì sẽ còn 30 triệu một em nha mọi người ha. Tiêu chuẩn cao cấp đặc biệt thể thao đều có hết cho mọi người ha. Sơn như thế này đây, chỉ cần mọi người chỉ cần cộng thêm giúp Trang đúng 1 triệu đồng tiền màu luôn nha. Cái bảng này cực kỳ là hot nha mọi người, trắng hồng đen này. Em này được sơn lên từ em khóa Smart K, em này cũng chỉ có giá là 37 triệu đồng thôi mọi người ha. Sơn thì cộng thêm giúp Trang 1 triệu đồng là còn 38 nha. Mio này mọi người ha. Mio hiện tại cũng nhập về rất là nhiều. Hiện tại cũng chỉ còn 26 triệu đồng một em thôi mọi người ha. 26 triệu đồng một em nha. AB 125 cũng vậy. AB 125 cũng chỉ còn 38 triệu đồng một em. Sơn 3D như thế này đây mọi người cũng chỉ cần cộng lên giúp Trang đúng 1 triệu đồng tiền màu nha. Bảng màu này là hiện tại đang là một cái bảng màu cực kỳ là best seller tại bên cửa hàng Trang luôn nha. Màu này là màu xám cam đen nha mọi người. Hoặc là bảng màu xám ánh tím nha mọi người, cũng cực kỳ là hot luôn nha. SH nha mọi người, SH Mod thì nhập về SH cao, thì SH Mod thì cũng nhập về với số lượng cũng cực kỳ là khủng luôn. Hiện tại SH Mod bên cửa hàng Trang chỉ còn 55 triệu một em nha, bao gồm hết thuế VAT. Đối với phiên bản cao cấp nè mọi người, bạc nhám như thế này đây, đen nhám, rồi trắng xanh thì sẽ là 65 triệu đồng. Còn đối với như em này đây sẽ là 67 triệu đồng mọi người ha. Mỗi trả góp cũng trả trước giúp Trang từ 7 triệu đồng mà mọi người có thể lên hồ sơ mua góp rồi ha. SH 125 cũng vậy. Thì nãy Trang có sâu một vài em màu trắng cho mọi người xem rồi đó. Thì hiện tại em này là em màu đỏ đấy mọi người. Đỏ này là đỏ phiên bản 2023 nha mọi người ha. Thì em này cũng chỉ có giá là 73 triệu đồng thôi cho đối với phiên bản 2023 nha. Còn đối với mà SH 160 này mọi người, hiện tại chỉ còn 88 triệu đồng một em cho biên bản van CBS thôi. Còn xám thể thao như thế này đấy sẽ là 103 triệu đồng mọi người ha. Mỗi trả góp trong này cũng trả trước giúp Trang từ 30 triệu đồng mà mọi người có thể lên hồ sơ mua góp rồi ha. Ad 155 và 150 bên thời điểm hiện tại cũng đang cực kỳ là Tri Anh luôn. Hiện tại nhá, Ad 155 và 150 xả kho đồng giá cho mọi người cũng chỉ còn 41 triệu đồng một em thôi ha, bao gồm hết thuế VAT. Một cái em màu cực kỳ là hot nè mọi người. Bảo màu được bên Trang sơn 3D lên tem zin của nó luôn nè mọi người. Em này cũng chỉ có giá là 34 triệu đồng cho một phiên bản em này thôi ha. Rồi, sao chia? Sao chia thì 39 triệu đồng một em ha mọi người ha. Giá cực kỳ là mềm luôn nhá. Rồi, ok. Đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, mọi người xem thì nhớ like chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.